cách để trở thành một người đàn ông tử tế họ hỏi tôi đâu là kiểu người tôi mong muốn trở thành trong 5 năm tới. Trở thành một người đàn ông tử tế là câu trả lời của tôi. một Bình tĩnh hơn trong mọi tình huống. 2. Kết nối với người đối diện tốt hơn. 3. Lắng nghe tốt hơn. 4. Yêu đời hơn. 5. Dễ tha thứ hơn. 6. Bình thường nhưng không tầm thường.